Dạ, sau đây con xin phép đọc quyển sách Câu Đối Pháp 2 của tác giả Sư Thanh Minh. Vào chùa lễ Phật tu tâm, buông xả tà tâm sửa lỗi lầm, cửa từ giải thoát não phiền, ngộ ra chân lý dứt trần duyên. Cửa Phật trang nghiêm, lễ Phật gieo phước lành vô lượng, cúng dường tam bảo, tụng kinh nghe pháp phước vô biên. Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính ngôi tam bảo thường hằng thế gian. Phước lành giác ngộ thoát trần, quy y Phật đạo thoát dần tử sinh. Đoạn trừ phiền não vô minh, đoạn trừ đau khổ tử sinh luân hồi. Thoát dòng tục lụy tái sinh, thoát dòng tham ái vô sinh thoát trần. Quy y Phật đạo chánh chân, hộ trì giáo pháp tạo nhân thiện lành. Hướng về giải thoát tử sanh, tu tâm học đạo quả lành vô sinh. Hoằng dương Phật pháp độ sinh, giữ gìn giáo pháp cao minh thoát trần. Truyền trì đạo Phật chánh chân, gieo duyên giải thoát tục trần vô sinh. Siêng năng lễ Phật tụng kinh, lắng nghe giáo pháp tâm linh thiện lành. Công phu chánh niệm thiền hành, tu tâm giải thoát tử sanh nhiệm màu. Công phu thiền định thâm sâu, là nhân trí tuệ nhiệm màu sinh ra. Thực hành giáo pháp Phật Đà, tạo duyên giác ngộ thoát già tử sinh. Vô minh tham ái sâu dày, sinh ra chấp thủ nhân này tái sinh. Tuệ tri cắt đức vô minh, diệt trừ phiền não vô sinh thoát trần. Tu tâm học đạo dần dần, mỗi ngày trí tuệ chánh chân tỏ bày. Phước lành thì tạo sâu dày, hướng về giải thoát tâm này sáng ra. Chánh tâm học đạo tu tâm, tâm tịnh tịnh tâm tâm tịnh trí. Tà tâm tham dục nhiễm trần, trần gian gian dối nhiễm ô tâm. Thọ trì giới luật tịnh thanh, công phu thiền định thực hành nhất tâm. Tránh xa trần thế lỗi lầm, siêng năng học đạo tu tâm suốt đời. Sa môn thiền định thâm sâu, con đường giải thoát khổ sầu là đây. Vợ con là cái sợi dây, buộc ràng khó thoát khỏi bầy tử sinh. Vào chùa im lặng tu tâm, dứt bỏ trần duyên diệt lỗi lầm. Cửa thiền lặng lẽ trang nghiêm, buông xả não phiền tạo phước duyên. Quẩn quanh tam giới tử sinh, vô minh tham ái vì mình không tu. Tránh xa trần thế công phu, tuệ tâm diệt tận cải ngu trong lòng. Tránh xa thế tục não phiền, tu tâm giải thoát khỏi miền trần lao. Buông xả trần duyên tầm chánh đạo, thực hành thiền định trí thanh cao. Thế gian phiền não ngút ngàn, hơn thua đấu đá ngập tràn khổ đau. Cửa thiền thanh tịnh trước sau, tu tâm giải thoát biển sầu tử sinh. Cũng do phiền não vô minh, khiến dòng sinh tử của mình dài lâu. Tu tâm tuệ giác thâm sâu, cạn lòng ái dục khổ sầu tiêu tan. Tu tâm hiện tại lạc an, tương lai chứng ngộ niết bàn vô sinh. Dục tham thiêu đốt lòng mình, luôn trong trạng thái tâm tình bất an. Thời gian gặm nhấm hữu tình, mỗi ngày một chút mà mình chẳng hay. Tu tâm giải thoát từng ngày, vũng bồi phước tuệ ở ngay trong mình. Hành thiền tâm định trí sinh, đoạn trừ phiền não tâm linh thiện lành. Tu tâm giải thoát tử sanh, tục trần chẳng nhiễm phiến thành quả tu. Pháp môn thiền định công phu, trao dồi trí tuệ người tu thoát trần. Đoạn trừ phiền não tham sân, mỗi ngày giác ngộ chánh chân hiện tiền. Cửa thiền là ruộng phước điền, tu tâm giải thoát khỏi miền trần lao. Phật đà giác ngộ tối cao, từ bi cứu độ truyền trao pháp lành. Ác là sát hại sinh linh, không lòng thương xót hữu tình khổ đau. Thiện là cứu độ lẫn nhau, hộ trì bảo vệ trước sau an lành. Ác là trộm cắp giật giành, không cho mà lấy thì thành ác nhân. Thiện là bố thí ban ân, cho người là tạo phước ân cho mình. Ác là tình tứ rập rình, vợ chồng người khác với mình tà dâm. Thiện là đoạn dục lỗi lầm, không tà dâm cũng không tầm dục tham. Ác là lời nói dối gian, chuyện không nói có thì nói không. Thiện thì chân chánh thật thà, nói lời lợi ích thật thà không sai. Ác là xui khiến người ta, nói lời chia rẽ bất hòa với nhau. Thiện là hòa hợp trước sau, nói lời mà khiến cho nhau hài hòa. Ác là thêm chuyện nhỏ to, nói cho người khác phải thò tội ra. Thiện là khuyến khích người ta, chuyện to thành nhỏ giải hòa với nhau. Ác là nói những lời đau, nói lời độc ác cho nhau khổ sầu. Thiện là giảng nói pháp màu, nói lời hiền thiện khổ sầu tiêu tan. Ác là phóng dật buông lung, đắm say ngũ dục vô cùng tham lam. Thiện là đoạn dục ly tham, chánh tâm chánh trí không ham dục trần. Ác là ghen ghét hận sân, ghét người nhưng lại yêu thân vô cùng. Thiện là hỷ xả bao dung, từ bi lẫn mẫn như cùng một thân. Ác là tốt xấu chẳng phân, chánh tà không tỏ muôn phần ngu si. Thiện là chánh trí tuệ trí, đoạn trừ hết sạch ngu si não phiền. Cũng là tâm trí hiện tiền, Không tu thì ác hiển nhiên tỏ bày, tu tâm thì thiện sinh ngay, thiện sinh ác diệt tấm này phải tu. Sống theo chánh đạo thì an, sống theo tà đạo muôn ngàn khổ đau. Chánh tà hai ngã khác nhau, đi theo bác chánh hãy mau bỏ tà. Chánh là trí tuệ hiểu ra, con đường thoát khổ phải là tu tâm. Tà là tri kiến lạc lầm, hãm vui giả tạm để tâm nhiễm trần. Chánh là suy xét thật chân, tư duy sự thật để dần ngộ ra. Tà là say đắm thiết tha, suy tư hưởng dục là tà tư duy. Chánh là lời nói thật thà, nói ra sự thật, thật là chánh ngôn. Tà là lời nói gian tà, nói lời không thật, thật là tà ngôn. Chánh là hành động thiện lành, cả thân khẩu ý thực hành chánh chân. Tà là tạo tác lỗi lầm, ba nghiệp bất thiện vì tấm hướng tà. Chánh là nuôi sống mạng ta, bằng nghề lương thiện tạo ra thiện lành. Tà là làm hại hữu tình, bằng nghề bất thiện nuôi mình tà nhân. Chánh là nỗ lực tinh cần, làm lành lãnh giữ tu thân từng ngày. Tà là tích cực hăng sai, làm điều vô ích từng ngày buông lung. Chánh là nhớ nghĩ thiện lành, giữ gìn chánh niệm pháp hành nhớ ghi. Tà là phiền não trị vì, để cho vọng tưởng lôi đi suốt ngày. Chánh là thiền định thẳng ngay, hành thiền tâm định từng ngày tu tâm. Tà là bất thiện lỗi lầm, buông lung phóng dật hư tâm từng ngày. Thực hành chánh đạo thẳng ngay, con đường giác ngộ từng ngày an vui. Sống theo tà đạo chốn vùi, trần lão khổ não ngẫm ngùi bi ai. Làm anh thì phải hiền lành, không nên tranh chấp giật giành với em. Làm em thì phải trọng tôn, kính đàn anh lớn không khôn lỗi mình. Chánh nhân thì phải biết gần, những người chân chánh kết thân trọn đời. Trí nhân tìm bạn đúng nơi, bạn cùng người trí cả đời an vui. Lợi danh là gió mạnh thay, khiến cho tâm trí tung bay khắp trời. Suy vi là gió hết thời, mất đi cái lợi lại ngồi trách than. Thân đau tâm trí buồn rầu, kêu ca than thở tầm cầu quẩn quanh. Đến khi khỏe mạnh tung hoành, chạy theo dục lạc quẩn quanh bụi đời. Tu tâm thức tỉnh ra thời, an nhiên tự tại gió đời chẳng lay. Giữ gìn chánh niệm thẳng ngay, bác phong bất động tâm này tự do. Bi tâm thương mọi chúng sinh, chuyển từ ác ý thành tình bao la. Thương người như thể thương ta, là tâm bi mẫn thiết tha vô cùng. Biết thì có thể lạc lầm, mơ hồ tưởng tượng chứa tường tận tri. thấy thì bằng cái tuệ tri, tận tường tỏ rõ không khi nào lầm. Việc ác dù có thâm sâu, quay đầu tỉnh ngộ đến đâu cũng dừng. Việc lành thì chớ ngập ngừng, làm rồi làm nữa chớ dừng dở dang. Việc ác dù có chưa làm, cũng nên cảnh giác chớ làm tạo ra. Việc lành thì phải thiết tha, chưa làm thì phải cố mà làm đi. Đa văn trí tuệ hành trì, tu tâm việc ấy làm đi chớ ngừng. Khi nào phiền não chưa ngưng, niết bàn chưa ngộ chưa dừng tu tâm. Ái ngữ lời nói ân cần, dịu dàng cảm hóa người dần ngộ ra. Lời lành trong Pháp Phật Đà, người nghe tỉnh ngộ để mà tu tâm. Từ đâu mình đã sinh ra, mai sau khi chết biết là đi đâu. Quẩn quanh sinh tử bấy lâu, tùy theo nghiệp lực dẫn đầu tái sinh. Già nua vì cỏ sinh ra, cái thân tứ đại phải già đi thôi. Răng lông tóc cũng bạc rồi, lưng còng thân kẹo mấy hồi nữa đâu. Hoa tâm mọc giữa bụi trần, nở hoa tuệ giác bụi trần chẳng vương. Muốn hoa tâm nở phải thường, tẩy trừ cấu uế trên đường tu tâm. Mỗi khi sân hận lỗi lầm, mở lòng từ mẫn hóa tâm tỏ bài. Mỗi khi ác ý hại ai, bi tâm cứu khổ cõi phai hoa lòng. Ghét ghen đố kỵ ở trong, hỷ tâm sinh khởi hoa lòng đẹp tươi. Hận sân tham ái với người, xả tâm dính mắc hoa tươi tốt liền. Buông lung tội lỗi phát sanh, thực hành giữ giới thiện lành nở hoa. Sang tham không biết cho ra, mở lòng bố thí khai hoa phước lành. Tán tâm loạn ý thường sanh, trú trên hơi thở an lành tấm hoa. Vô minh tà kiến chưa qua, thực hành thiền tuệ nở hoa đạo màu. Diệt trừ phiền não thâm sâu, nở hoa giác ngộ đạo màu tỏ lan. Tu tâm chứng đắc niết bàn, khai hoa tuệ giác muôn ngàn tỏ hương. Xuất gia kẻ trước người sau, dắt diều hướng dẫn cùng nhau tu hành. Tu cho đạo quả phiên thành, giữ gìn giáo pháp tịnh thanh ở đời. Lặng yên tâm trí an nhiên, nói nhiều tâm loạn não phiền cũng tăng. Nói nhiều tâm ý lăng xăng, lặng yên giữ vững thắng bằng nội tâm. Lời nói mà khiến người ta bực mình vô ích thì là ác ngôn. Nói lời lợi ích đúng thời, người nghe hoan hỷ là lời thiện ngôn. Nói lời chân chánh thiện lành, nói lời ý nghĩa cũng thành thiện ngôn. Lời nói vô nghĩa vô hồn, nói lời bất chánh ác ngôn làm gì. Mê thì thấy giả là chân, thấy chân là giả không phân mơ màng. Ngộ là thấy rõ hai đàn, chánh tà thật giả rõ ràng không sai. Mê thì thám đắm vẻ ngoài, tưởng là nó đẹp lấy hoay kiếm về. Ngộ là thấy rõ bốn bề, trong ngoài bất tịnh thấy ghê muốn lìa. Mê cho rằng nó chẳng tàn, đẹp thì đẹp mãi mê mang muốn gần. Ngộ thì thấy rõ thật chân, nó luôn biến hoại dù gần chẳng mê. Mê cho rằng nó lạc an, chạy theo cảnh dục nồng nàn tưởng vui. Ngộ thì thấy rõ cuộc đời, đắng nhiều ngọt ít chẳng rời khổ đau. Mê thì vui trước khổ sau, vì ham cái lợi thì nhau giật giành. Ngộ thì thấy rõ tử sanh, tham là gốc khổ giật giành tránh xa. Mê thì phiền não bao la, nguyên nhân tội lỗi tạo ra khổ sầu. Ngộ thì trí tuệ đi đầu, thấy nhân thấy quả khổ sầu chẳng gieo. Mê là cội gốc khổ đau, muôn đời sinh tử khởi đầu từ mê. Ngộ là cửa ngõ đi về, niết bàn thoát khổ trừ mê muôn đời. Hiểu sâu Phật Pháp chỉ bày, hành trì Pháp ấy phước dày vô biên. Ngộ ra chân lý hiện tiền, đoạn trừ phiền não vô biên phước lành. Cúng dường tam bảo Như Lai, hộ trì Phật Pháp tương lai phước lành. Tu tâm giải thoát tử sinh, độ người giác ngộ phước lành vô song. Người xưa học đạo thánh hiền, người nay học cách kiếm tiền khôn lanh. Người nay học để cầu danh, người xưa học để trở thành chân nhân. Người xưa học thuộc từng bài, người nay học lõi một vài câu văn. Người nay học cách kiếm ăn, người xưa học tánh nhân văn thật thà. Khi nào thấy Pháp diệt sinh, vô thường biển hoại vô minh sẽ mờ. Khi nào thấy khổ vô bờ, lòng ham dục lạc lỡ mơ hoại dần. Khi nào hiểu rõ thật chân, tuệ tri vô ngã thoát dần tử sinh. Khi nào diệt tận vô minh, niết bàn chứng ngộ vô sinh thoát trần. Nhớ công người đã thân sinh, dưỡng nuôi từ lúc hình hài ấu thơ. Hiểu là đền đáp bấy giờ, chứ đâu phải đợi bàn thờ cúng dâng. Khi sống tạo được phước ân, khi chết phước phần ở chốn nhân thiên. Sống mà tạo tội liên miên, chết vào đọa xứ chịu liền khổ đau. Tưởng tri ảo tưởng về ta, cái thân tứ đại tưởng là đẹp xinh. Tuệ tri không chấp dáng hình, thân này tứ đại trướng phình thổi tha. Tưởng tri hành động từng ngày, mình làm mọi việc hẳn sai thế mà. Tuệ tri thiện ác sinh ra, do mình tạo nghiệp thật là thâm sâu. Tham lam sân hận chốn vùi, tạo ra ác nghiệp ngậm ngùi bi ai. Thiện tâm trí tuệ trải dài, làm điều thiện nghiệp tương lai an lành. sát sinh từ bỏ mau mau, nhân này cho quả khổ đau đọ đầy. Độ sinh phước lớn sâu dày, nhân này cho quả nhiều ngày lạc an. Sang tham trộm cắp dối gian, nhân này cho quả nát tan gia tài. Xả tâm bố thí rộng dài, nhân này cho quả tương lai sáng giàu. Tà dâm chìm đẫm ngục sâu, đời này đời khác khổ sầu bi ai. Xa lìa tham dục sắc tài, đời này đời khác không ai ghét mình. Dối gian lừa gạt hữu tình, niềm tin mất hết mình thành tiện nhân. Nói lời đúng đắn thật chân, người người tin tưởng đức ân thiện lành. Say sưa mất hết thanh danh, mọi người chê trách trở thành ngu si. Bạn bè bất thiện tránh đi, gần người trí thức được thì thánh cao. Không tin pháp Phật truyền trao, nói lời phỉ báng thì vào ngục sâu. Kính tin Phật pháp nhiệm màu, thọ trì giáo pháp phước sâu hải hà. Hận sân tội ác tạo ra, chết vào địa ngục thật là khổ đau. Từ bi mở rộng trước sau, thương người thương lại cùng nhau an lành. Nhỏ nhen ghen ghét cạnh tranh, hại người hại lại trở thành oan gia. Hân hoan lợi ích người ta, vui người vui lại thành ra chí tình. Được khen vui thích hả hê, làm cho người khác mẩn mê tưng bừng. Bị chê tức tối hập hừng, trong lòng ấm ức quá chừng là sao. Khen nhiều tự mãn cống cao, sinh ra chấp trước tự hào bản thân. Chế nhiều ấm ức hận sân, sinh ra oán trách người gần người xa. Mở lòng bố thí ly tham, tránh xa tội lỗi nên làm thiện nhân. Cúng dường tạo phước ban ân, là những lợi ích chuyên cần làm đi. Sắc trần dục lạc mê ly, là những đỏ sứ tránh đi chớ gần. Tu tâm học đạo dần dần, là những hạnh phúc thì cần làm ngay. Đạo là giải thoát thói đời, mới đi tầm đạo mới rời nhân gian. Đời nhiều phiền não ngút ngàn, đạo lìa nhân thế vén màn vô minh. Ưa thích nói chuyện rộn ràng, không ưa nói chuyện nhẹ nhàng công phu. Ưa thích hội chúng giao du, không ưa hội chúng tịnh tu dễ dàng. Ưa thích ngủ nghỉ ly bì, không ưa ngủ nghỉ tu trì cần chuyên. Ưa thích ăn uống mơ màng, không ưa ăn uống dễ dàng tu tâm. Từ tâm định luật ngàn thu, xóa đi thù hận cho dù là ai. Lòng từ mở rộng trải dài, khắp 10 phương hướng gặp ai cũng từ. Bi tâm thương mọi chúng sinh, chuyển từ ác ý thành tình bao la. Thương người như thể thương ta, là tấm bí mẫn thiết tha vô cùng. Niết bàn lặng lẽ tịnh minh, viễn ly tham dục vô sinh niết bàn, niết bàn giải thoát tử sinh, đoạn trừ phiền não vô minh niết bàn. Tu tâm giải thoát não phiền, tu tâm giác ngộ muộn phiền tiêu tan. Tu tâm chứng ngộ niết bàn, tu tâm giải thoát muôn ngàn tử sinh. Ái ngữ lời nói ân cần, dịu dàng cảm hóa người dần ngộ ra. Lời lành trong pháp Phật Đà, người nghe tỉnh ngộ để mà tu tâm. Thế gian khi muốn làm gì, cũng xem ngày tốt là vì cỡ sao. Mặt trời mọc ở trên cao, ngày nào cũng vậy cỡ sao xem ngày. Tính sâu nhân quả được rồi, làm lành lánh dữ vậy thôi khỏi cầu. Xem chi bói toán mệt đầu, xét suy nhân quả hiểu sâu sự đời. Giữ gìn giới hạnh không rời, tạo nhân hạnh phúc cho đời bình an. Tu tâm hạnh phúc muôn ngàn, đoạn trừ phiền não bình an muôn đời. Nhân lành cổ tạo cho nhiều, làm lành lãnh giữ ngược chiều giới hương. Tiếng lành lan tỏa muôn phương, sống đời đức hạnh thì thường an vui. Định hướng là bởi hành thiền, tịnh tâm trí sáng vô biên phước lành. Bụi trần vô nhiễm chẳng sanh, muộn phiền lắng động tịnh lành an nhiên. Tuệ hương chân lý tỏa lan, hương thơm trí tuệ muôn ngàn gần xa. Trí tâm rộng lớn bao la, tuệ tâm tỏa sáng như là thái dương. Chiến tranh nhân thế còn dài, vì lòng sân hận chưa phai chút nào. Hòa bình nhân loại ra sao, khi lòng bác ái lẽ nào giảm đi. Ngày nay vật chất trị vì, tâm tham càng lớn tâm si mạnh dần. Mai sau tâm thức chánh chân, không còn tồn tại cõi trần tối tâm. Ngày nay khoa học lên ngôi, khiến cho tâm trí thêm tồi tàn đi. Mai sao vật chất trị vì, tạo ra ý thức ù lì lơ đơ. Sống thì chăm chút cái thân, chết rồi nó thối như phân ích gì. Chết rồi theo nghiệp ra đi, sống làm việc thiện được thì lợi thay. Cái thân như bãi tha ma, chứa bao xác chết thực là gớm ghê. Cái tâm chưa tỉnh còn mê, sống thì say đắm chết về tha ma. Ngu si phiền não buộc ràng, tham lam sân hận mơ màng tử sinh. Trí tệ dập tắt vô minh, đoạn trừ phiền não vô sinh thoát trần. Tà kiến không thấy thật chân, si mê tạo những nghiệp nhân chẳng lành. Chánh tri thấy pháp diệt sanh, ngộ ra sự thật nên hành thiện tâm. Thế gian tà kiến lỗi lầm, cũng do không chịu tu tâm thiện lành. Luân hồi sinh tử vận hành, sau này quả báo tử sanh khổ sầu. Khổ đau mà biết quay đầu, tụ tâm thì những ưu sầu tiêu tan. Vui trong ngũ dục bất an, tụ tâm chứng ngộ niết bàn thoát ly. Ác nhân khổ não trường kỳ, nguyên nhân là đã thực thi ác hành. Tu tâm giải thoát tử sanh, nhân duyên cũng bởi thiện lành tu tâm. Tham sân si tạo lỗi lầm, gieo nhân sầu khổ âm thầm tử sinh. Tu tâm diệt hết vô minh, luân hồi chấm dứt do mình tu tâm. Dạ, con đã đọc xong quyển sách Câu Đối Pháp 2 của tác giả Sư Thanh Minh. Con kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.